5. Nguyên tắc EF Hutton. Tôi làm được gì? Sau cuộc họp đầu tiên với ban thường trực, tôi phải quyết tâm xử lý tình trạng hiện tại của giáo đoàn. Tôi đã có vài lựa chọn. Ví dụ, tôi cứ sử dụng chức danh để áp đặt. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người mang chức danh lãnh đạo làm như vậy. Họ nói với những người dưới quyền những điều đại loại như: này, đi chậm thôi, tôi là lãnh đạo, anh phải đi theo tôi chứ, chẳng có hiệu quả gì hết. Mọi người có thể lịch sự với bạn nhưng họ sẽ không thật sự đi theo bạn. Điều này tương tự như câu nói của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher: quyền lực giống như người phụ nữ. Nếu bạn phải nhắc mọi người nhớ rằng bạn xinh đẹp thì chắc chắn bạn không hề xinh đẹp. Một ý nghĩ khác lẫn vẩn trong đầu tôi là cố gắng đẩy Claude ra khỏi vị thế lãnh đạo. Nhưng theo bạn, làm thế nào để có thể thực hiện được điều đó? Khi ông ấy có tuổi đời gấp đôi tuổi tôi, ông đã gắn bó với mảnh đất này với cuộc đời, được mọi người trong giáo đoàn kính trọng. Ông là thành viên của giáo đoàn trước khi tôi tới. Tất cả mọi người đều biết rằng ông sẽ còn ở lại đó trong khi tôi có thể chuyển đi nơi khác. Tôi quyết định theo đuổi lựa chọn thứ ba. Thời gian cho cuộc họp ban thường trực tiếp theo đã đến gần. Tôi có một loạt vấn đề cần hoàn thành khoảng một tuần trước khi chọn ngày cho cuộc họp. Tôi đã gọi Claude đến, hỏi xem tôi có thể ra cánh đồng cùng ông hay không. Ông đã đồng ý, chúng tôi đã cùng làm và nói chuyện với nhau suốt cả ngày. Ông Claude này, tôi nói, ông biết không, tôi thấy cửa chính của nhà thờ bị nứt, đang tróc ra rồi. Nó sẽ gây ấn tượng không hay cho những vị khách lần đầu tiên đến nhà thờ. Ông nghĩ chúng ta có thể làm được gì không? Chắc chắn, ông nói, điều đó không thành vấn đề. Tôi lại tiếp tục. Một lần tôi đi xuống tầng trệt và ông biết không, nước đã tràn đầy ở đó. Cóc nhái bơi lúc nhúc, rết bò ngủ ngang. Ông nghĩ chúng ta phải làm gì với nó? À, ông nói, tôi nghĩ chúng ta phải dành một ngày làm việc để vệ sinh sạch sẽ cái tầng ấy. Được thế thì tốt quá, tôi nói. Ông đưa ý kiến này ra trước cuộc họp ban thường trực nhé. Chắc chắn rồi. Còn một điều khác nữa làm tôi lo lắng. Tôi tiếp tục. Hiện tại chúng ta chỉ có 3 phòng ở tòa nhà bên cạnh giáo đường. Một phòng đang được sử dụng làm kho, chứa đồ linh tinh. 2 phòng còn lại dành cho lớp học giáo lý chủ nhật. Nhưng một trong 2 lớp đã quá đông học sinh, rất chật chội. Không cần phải lo lắng đâu, thưa mục sư. Ông nói, chúng ta sẽ vệ sinh và sửa sang cái phòng còn lại. Thế thì thật tuyệt, thành thật cảm ơn ông, Claude. Và trong cuộc họp ban thường trực, khi tôi khai mạc và đề cập đến những vấn đề cần làm, Claude nói, các vị biết đấy, thời gian này chúng ta nên có một ngày lao động công ích. Ý kiến tuyệt vời, tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều cổ vũ. Chúng ta sẽ làm việc đó trong tuần bắt đầu từ thứ bảy. Ông nói, tôi sẽ đưa xe tải của tôi đến và Benny, anh cũng mang xe đến nhé. Chúng ta sẽ sơn, dọn vệ sinh tầng hầm, dọn dẹp đồ linh tinh ra khỏi nhà kho để làm thêm một lớp học nữa. Rồi ông hướng tới một thành viên và nói, chị Maxi, chị đảm nhiệm lớp học đó được chứ? Tôi đồng ý, chị Maxi nói. Mọi sự đã diễn ra như vậy. Từ đó trở đi, nếu tôi muốn hoàn thành bất kể công việc gì ở nhà thờ, tôi chỉ cần đi ra ngoài đồng và cùng làm việc lặt vặt với Claude. Tôi luôn đưa vấn đề ra trước mọi người thông qua Claude, vì bất cứ khi nào ông nói, mọi người đều lắng nghe ông. Nhận ra, khi bạn đã học nguyên tắc EF Hutton, trong bất kể tình huống nào, bạn sẽ dễ dàng nhận ra ai là nhà lãnh đạo thực thụ. Khi câu hỏi được đưa ra, người mà mọi người mong đợi có câu trả lời, mọi người tập trung nhìn anh ta, người đó thật sự là nhà lãnh đạo. Trong cuộc họp lần sau mà bạn tham dự, hãy để ý xung quanh bạn, hãy quan sát và bạn sẽ nhận thấy hai loại lãnh đạo khác nhau. Người có chức danh lãnh đạo nói trước, nhà lãnh đạo thực thụ nói sau. Người có chức danh lãnh đạo cần ảnh hưởng của người lãnh đạo thực thụ để hoàn thành công việc. Còn nhà lãnh đạo thực thụ chỉ cần ảnh hưởng của bản thân để hoàn thành công việc. Người có chức danh lãnh đạo chỉ gây được ảnh hưởng cho những người có chức danh lãnh đạo khác. Nhà lãnh đạo thực thụ gây ảnh hưởng cho tất cả mọi người trong phòng họp. Nếu bạn phát hiện thấy có sự khác biệt giữa người đang điều hành cuộc họp và người đang dẫn dắt mọi người, điều đó có nghĩa là người đang điều hành cuộc họp không thật sự là một nhà lãnh đạo. Tôi chưa bao giờ trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ trong tất cả mọi công việc mà tôi đã làm, ngoại trừ công ty tôi sáng lập. Khi tôi nhận công việc đầu tiên ở Hillham, Indiana, Claude là người đứng đầu. Giáo đoàn thứ hai của tôi ở Ohio, người đứng đầu là một người đàn ông tên Jim. Và khi tôi ở Skyline, San Diego, người đầu tiên mà nhân viên đi theo là Stay chứ không phải tôi. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu ở một vị trí mới, không phải người đứng đầu, bạn cũng đừng bận tâm. Thí nghiệm thật sự về lãnh đạo không phải là nơi bắt đầu, mà là nơi ta kết thúc nó.